Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Ở trong cái video này mình sẽ giới thiệu với các anh chị và các bạn một cái cách tính diện tích mái ngói đơn giản nhất để cho anh chị và các bạn có thể tính một cách thủ công tại công trình của nhà mình khi mà chúng ta làm xong, chúng ta nghiệm thu và đo đạc với lại cả anh em thợ, đúng không ạ? Thế còn một số anh chị và các bạn mà chúng ta biết sử dụng phần mềm AutoCAD chẳng hạn, thì chúng ta có thể là tính ở trên máy, nó có những cái lệnh thì nó rất là đơn giản rồi. Thì mình thì cái đấy thì các bạn sẽ có thể bỏ qua cái video này của mình. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ để tất cả anh chị và các bạn có thể tính được theo cách thủ công tại công trình các bạn nhé. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cho anh chị và các bạn là có 3 cái mẫu nhà mà mình nghĩ là nó sẽ rơi vào công trình của các bạn, một trong 3 cái mẫu này. Có thể là cái kiến trúc nó khác đi một chút thôi. Thì cái mẫu nhà số 1 là ở đây là cái nhà mái Thái đơn giản nhất, là có 2 mái thôi các bạn ạ. Có 2 mái thôi. Rồi cái mẫu nhà số 2 là như thế nào ạ? Mẫu nhà số 2 là chúng ta sử dụng cái nhà hình chữ L. Đấy, cũng làm rất là nhiều các bạn nhé. Mẫu nhà số 3 là gì ạ? Mẫu nhà số 3 là bây giờ là cái kiến trúc mái Nhật 4 mái này ạ. Cũng phát triển rất là nhiều. Thì đây là cái mẫu nhà số 3. Đấy, thì cái độ khó nó sẽ tăng dần các bạn nhé. Thực ra các bạn xem hết cái video này của mình thì mình nghĩ là nó cũng không khó đâu. Chẳng qua là nó tính nhiều ô hơn thôi. Nó nhiều bước hơn thôi. Đấy, đi vào cái nhà số 1 các bạn nhé. Cái nhà số 1 này là cái nhà rất là dễ này. Các bạn chỉ cần tính chia thành cho mình thành hai ô S1 và S2. Đây mình đã chia cho các bạn hai ô S1, S2. Tức là nó tương ứng với hai cái hình chữ nhật thôi các bạn nhé. Thì các bạn có thể lấy là cái chiều dài của nhà này nhân với lại cái chiều chéo đường xuyên ấy, là các bạn có thể ra được diện tích. Ở đây mình tính luôn cho các bạn rất là nhanh luôn. Đấy, chiều dài của nhà là 13,8 nhân với lại cả là 5,4, đúng không ạ? Đây mình tính luôn cho các bạn nhé. Dài này chúng ta nhân với lại cả xuyên nhân 2. Đó. Thì ở đây là chúng ta là bằng 13,8 này. Chúng ta nhân với lại cả bao nhiêu ạ? 5,4 mà chúng ta nhân với 2. Đúng không ạ? Đấy, ra công thức luôn. Các bạn có thể xem luôn. Bằng 13,8 nhân với lại cả 5,4 và nhân với 2. Chúng ta có 149,04 luôn các bạn nhé. 149,04 mét vuông. Đó, đây là nhà số 1 rất là dễ đúng không ạ? Đấy, chúng ta chuyển sang cái nhà số 2. Nhà số 2 này. Nhà số 2 nhé, thì chúng ta tìm hiểu xem cách tính của nó ra như thế nào. Đây. Cái nhà số 2 này thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Chúng ta chia thành 4 cái ô khác nhau các bạn nhé. Sau đó là chúng ta tính 4 cái diện tích của 4 cái ô này và chúng ta trừ đi cái ô này là ra các bạn nhé. Trừ đi cái ô này là ra. Đấy, thì ví dụ như là mình tính cái ô này đi. Chúng ta tính nhé. 4 cái ô này nó đều là hình thang hết các bạn nhé. Cho nên là công thức nó giống nhau. Đấy, mình tính ví dụ cho các bạn một ô thôi. Đây là đường đáy 1 này, đáy 2 này. Đấy, và đường cao này. Đường cao nhưng mà các bạn không lấy cái số này đâu các bạn nhé. Các bạn lấy cái đường xuyên mà đo thực tế đây này. Đấy. Thì ở đây là mình có là bao nhiêu? 9,2 cộng với 13,2. Đấy. Nhà số 2 này. Các bạn tính là bằng này. Tổng diện tích. Tổng diện tích các bạn nhé. Tổng diện tích các bạn tính này. Chúng ta bằng bao nhiêu ạ? Bằng là S1 này. Đấy. Cộng với lại S2. Cộng với lại S3. Cộng với lại S4. Tức là 4 cái ô diện tích đấy. Và mỗi một ô diện tích thì các bạn tính theo công thức của mình ấy. Mình ví dụ là mình tính một ô thôi này. Ví dụ là S1. Đấy, chúng ta bằng là tổng hai đáy đúng không ạ? Tổng hai đáy này 9,2 cộng với 13,2 các bạn nhé. Đây, đây là đáy nhỏ này, đáy lớn này. Đấy, lấy tổng hai đáy nhân với chiều cao đường xuyên đấy. Sau đó là chúng ta chia cho đôi đúng không ạ? Chia cho 2. 9,1 này. Đấy, chúng ta cộng với lại cả là bao nhiêu? 13,2 các bạn nhé. Xong là chúng ta nhân với lại cả là cái đường xuyên. Cái đường xuyên là các bạn tính đường này nhé. 4,46 đi. 4,46. Đấy, sau đó là chúng ta chia cho 2. Đấy, thì nó sẽ ra được cái kết quả. Đấy, và các cái S sau thì chúng ta tính tương tự các bạn nhé. Đấy, ở trong cái video này thì mình có cái thời lượng nó cũng được hạn chế. Cho nên mình không tính chi tiết từng ô một cho các bạn. Mình hướng dẫn các bạn thôi. Đấy, hai đáy này. Chúng ta cộng vào, ra được 4 cái này. Sau đó chúng ta trừ đi cái ô này. Ô này chúng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng thôi. Thì nó sẽ ra cái ô này, chúng ta trừ đi thì nó sẽ ra được cái diện tích đúng không ạ? Mình trao đổi thế chắc các bạn cũng nắm được rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần nhà số 3 các bạn nhé. Cái nhà số 3 này là cái nhà mà nó phức tạp hơn. Đó. Nhà số 3 này phức tạp hơn, nó là cái dạng nhà mái Nhật. Đấy, chúng ta chuyển sang cái nhà số 3 này. Nhà số 3. Nhà số 3 các bạn nhé. Thì cách tính của chúng ta là như thế nào? Đấy.
thì nó cũng cái kiến trúc nó khác, nhưng mà về cách tính thì mình cũng chia sẻ với các bạn là nó cũng tương tự như cái cách tính đối với nhà số 2 thôi. Thì ở bên này mình chia thành các cái ô như thế này. Là S1, S2, S3, S4 cho đến S9 các bạn nhé. Đó, thì riêng cái nhà này thì chúng ta lại phải chia nhỏ cái ô này ra để các bạn tính. Bởi vì khi mà các bạn ví dụ như cái ô máy này chẳng hạn, những cái ô này nó đều vào những cái hình bình hành với hình tam giác hết. Thì các bạn tính nó có công thức nó dễ đúng không ạ? Nhưng mà riêng cái ô này nó lại không vào cái hình gì cả. Thì chúng ta lại chia. Chia làm sao cho nó dễ tính thì chúng ta kéo một cái đường này vào đây. Thì nó tạo thành hai cái đường này thì các bạn tính nó dễ. Đây như thế này. Đấy, cái ô này thì các bạn tính là nó sẽ nằm là nó bằng cái này thì tí nữa các bạn tính dễ. Còn cái ô này nó lại trở về là cái hình chúng ta gọi là hình thang đi. Để tí nữa chúng ta tính. Đấy, thì công thức chúng ta là vẫn là bằng từ S1 cho đến S9 thôi. Bằng tổng của S1 đấy, cho đến bao nhiêu ạ? S9 đúng không ạ? Đấy. Thì nó sẽ ra là tổng diện tích là chúng ta tính. Đấy. Thế thì cái những cái này thì chúng ta cũng tự tính thôi. Cái này thì ví dụ như S1 của chúng ta thì chúng ta bằng cạnh đáy này 1/2 AH đúng không ạ? 1/2 cạnh đáy. Đấy, nhân với lại chiều cao đường xuyên này là cái đường xuyên thực sự của nó chứ không phải là cái đường trên mặt bằng này các bạn nhé. Đấy, các bạn phải đo trên cái mặt chéo này. Đấy, ví dụ như cái mặt chéo này các bạn đo thực tế nó là ra là bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy cái đường xuyên này. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ lấy cái đường xuyên này. Các bạn nhé. Để các bạn tính. Đấy, thông thường thì nếu mà công trình mà làm cân độ dốc đều các mái thì là cái đường cao này nó sẽ bằng cái đường cao này các bạn ạ. Đấy, còn những cái này thì nó sẽ bằng cái này. Đấy, nếu mà làm công trình làm cân các bạn nhé. Nhưng tốt nhất là các bạn cứ đo thực tế đi cho nó chính xác, cho nó đỡ bị nhầm lẫn. Đấy. Thì đấy là cái cách tính rất là đơn giản thôi. Chúng ta cộng các S này nhau và các hình nào mà nó không phải là những cái hình mà theo cái công thức bình thường thì chúng ta có thể là tính theo dạng là chia nhỏ nó ra các bạn ạ. Đó. Thì trên đây là những cái công thức tính rất là đơn giản mà các bạn có thể tính ngay tại công trình khi mà thợ của chúng ta thi công xong cái phần mái ngói để chúng ta tính diện tích cho cái công trình. Đấy, thì đấy là cái cách mà mình chia sẻ. Thì các bạn có thắc mắc hoặc là có những cái công trình nào mà nó rất là khó tính hay như thế nào đó thì các bạn có thể để lại cái bình luận ở bên dưới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách tính làm sao cho nó chính xác nhất. Hoặc là các bạn có nhu cầu là thi công mái ngói trọn gói bằng cái hệ khung thép nhẹ tất cả các tỉnh các bạn nhé. Thì các bạn hãy để lại số điện thoại hoặc là gọi vào cái số hotline của mình ở bên dưới đấy thì mình sẽ tư vấn và có thể là nếu mà được thì chúng ta sẽ kết hợp phối hợp với nhau để chúng ta thực hiện cái công trình cho nó ok đúng không ạ? Đó, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhé.